tính của bạn để bắt đầu nhiệm vụ nè đó cho 4 đô này cả nhà đó ok không 4 đô tiền mặt hay bốn đô này là tặng không á để có giá trị bao nhiêu 91 mươi một cả nhà hello hello today đây so good sơn chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và tràn đầy tốt lành nha đây là cái kênh youtube riêng về blockchain của sơn mọi người hãy xem nó như là thông tin thôi chứ không phải là lời khuyên đầu tư nha hôm nay sơn sẽ giới thiệu với cả nhà cái cách đăng ký tài khoản binance C mới nhất năm 2021 và từ a cho tới z ừ mở tài khoản bảo mật hai lớp 2 FA xác minh danh tính cá nhân KIC à, và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Sơn vì nó là kiến thức miễn phí nha thì đầu tiên chúng ta muốn à, đầu tư à, vào bỏ tiền chúng ta vào đâu đó thì chúng ta cần phải biết cái sàn mà chúng ta bỏ tiền vào nó có uy tín hay không không à, và cái sàn của mình là cái gì không à, thì đầu tiên à, mình đã nhấn mạnh với cả nhà rồi mình phải thẩm định trước à, thẩm định trước thì chúng ta phải làm sao thì sơn giới thiệu với cả nhà cái cách mà để thẩm định một cái trang web một cái website đó, nó uy tín hay không đó, thì chúng ta cần phải là vào cái similar web đó. cái này dùng để thẩm định cả nhà đó và chúng ta sẽ xem coi binance com đó <laughs> là cái sàn gì đó liệu nó uy tín hay không ồ oh. vậy thì cái độ uy tín của nó này để dịch tiếng việt cho cả nhà xem cho cả nhà nhìn nó dễ ha thì ở đây á, đó. Đây là cập nhật mới nhất nè, từ tháng 9 năm 2021 nè, đó. Các ứng dụng tương tự đó là nó nó đã có ở trên Google Play và App Store rồi. Mọi người chỉ cần à, mở cái điện thoại ra thôi. Đó, mọi người à, ghi là Binance là nó sẽ ra đó nha. Và xếp hàng ở trên thế giới này là 227, đúng không? À, cái này là, là tài chính đầu tư đúng rồi đó. Xếp hàng ở quốc gia là gà tây hả? Tuki. À, thổ đúng không? À. Tổng số lượng truy cập hàng ngày là 153 triệu người. Ồ, khá khá đấy. Thời lượng trung bình đó ở cho tại website là 9 phút 53 giây. Ừ, rất là lâu. Và chúng ta hãy xem lưu lượng truy cập vào Binance theo quốc gia nè. Đây có Thổ này Nga nè Brazil này Argentina, why? Có Việt Nam nè. Đây nước Việt Nam của chúng ta thiếu hai phần trăm rồi tốc đầu rồi cả nhà <laughs> thì à, chúng ta cần cái gì để chúng ta đăng ký à, thẩm định xong đúng không thì chúng ta cần á là đầu tiên á chúng ta cần một cái gmail à, cái gmail thì ở vô đây cả nhà mình đã có chuẩn bị sẵn cái gmail của mình rồi cái gmail này thì cả nhà nhớ nha chỉ có một mình mình biết thôi đừng có cho ai biết hết đó thậm chí là sơn đó sơn hỏi cả nhà cũng đừng có kêu là đừng có cho sơn biết đó đây mình vô có gmail mặc định sẵn đúng không đó, xong rồi chúng ta sẽ vô binance. Đó, binance.com. Đó. Tuy dạo dạo này thì gần đây á có vài cái trang web nó, vài website nó giả dạ mạo binance.com. Thì cả nhà có thể là đăng ký ở cái link binance bên dưới mô tả, đó coi như là ủng hộ cái link referral của Sơn luôn nha. Thì một cái link referral đó nó cũng mỗi lần mà nạp tiền vô chắc được tầm khoảng 0.02 đô á. À, cỡ vậy à. Nói chung là cũng không có nhiều mà cái đó coi như ủng hộ sơn thôi thì cái việc mà tụi mình đăng ký á đăng ký thì bây giờ nè cả nhà ở, ở đây á cả nhà uh, nó nó có hỗ trợ cho mình rất là nhiều thứ tiếng đó thì mình là tiếng việt mà mình chơi tiếng việt thôi họ không cần không cần tiếng anh làm gì nữa họ đăng ký thôi giờ nó có công cụ hết rồi công cụ hết thì mình cứ chuyển thôi mình không cần họ uh, tiếng anh tiếng yết gì cho nó nhức đầu không bóc qua john a cộng gmail com đúng không cả nhà đó rồi mình ghi một khẩu vô một khẩu là phải có có số nè có một chữ viết hoa nè đó ok cả nhà đó tối thiểu là 8 ký tự không tối thiểu là một chữ số và tối thiểu là một ký tự in hoa đó mã giới thiệu này thì cả nhà cứ để cái của sơn ha à? còn nếu cả nhà kiểu là thôi ghét sơn thôi xóa không được không sao nói chung buồn một, một chút xíu không à bây giờ chúng ta sẽ vô cái đăng ký nha đăng ký nhận thông tin cập nhật qua gmail không à? tôi đã đọc đồng ý với lại điều khoản dịch vụ của Binance không à, tạo tài khoản thôi à đây cái này là nó kiểu như cấp cha à đó rồi, rồi mình gắn gắn ô tìm chữ không bây giờ mình qua cái gmail của mình lại đó mình thấy bay nên gửi cho mình nè đó mình ứng vào số nhiều ba một hai tám hai bảy ba một hai tám hai bảy đó vô chưa ồ oh, vô cả nhà quay wow. vậy là mình đã có được một cái tài khoản ở trên cái sàn uy tín nhất ở thế giới cái sàn này thì ceo của họ là cj đó mấy bạn mấy bạn nào mà kiểu là À, không mới vào á chưa có biết cái sàn này là gì á thì các bạn có thể là lên Google không các bạn ghi là Google đó các bạn ghi á là Binance C là gì đó, không đó các bạn thẩm định không à, là có uy tín hay không à, có có uy tín hay không đó các bạn đó nó có rất là nhiều rất là nhiều những cái bài báo nói về bài sàn Binance C rồi thì để mình đại khái sơ sơ các bạn, đây là cái sàn mà được thành lập năm 2017 đến hiện tại và nó là một trong những cái sàn mà nó là uy tín nhất thế giới đó và cũng là cái sàn mà giao dịch với cái lượng vô lâm mà cũng kiếp nhất thế giới cả nhà, đó, cái sàn này thì nó nó được cái uy tín cả nhà mua uh, con đó, ở trên này thì nó nó không có bị lừa đảo, đó, cả nhà. Bây giờ thì uh, chúng ta vào đây thì đập trên mắt của chúng ta nhìn thấy nó hấp dẫn nha bạn bắt buộc phải hoàn tất cái quy trình xác minh trung cấp mới có thể truy cập vào các dịch vụ của Binance. Ngoài ra bạn có thể xác minh ngay để nhận được một voucher 500 USD từ quỹ dùng thử xe Vin. Thì bây giờ hiện tại á thì nó mới có cái phần voucher này thôi với mấy bạn trước như mình không có cả nhà. thì bây giờ mình đã soạn sẵn ra cái 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 cách cái cái cách sử dụng cái này ở đây cho cả nhà xem rồi. Thì ở đây á cái nhà vào được trong cái này đó thì đó nó hiện lên đây đó cái cây c nè thì để mình uh, giải thích cho cả nhà biết á, uh, là cái uh, voucher quỹ dùng thử xe pin này uh, là nó như thế nào thì uh, ví dụ á, uh, cả nhà mà tạo tài khoản lâu rồi á uh, mà chưa kyc uh, là xác thực ấy thì uh, lúc trước á, uh, từ năm 2017 2018 2019 đó uh, ở uh, tài khoản họ không có yêu cầu uh, mình cây ở xác thực ấy thì cái luật cái thời đó nó còn lỏng lẻo đó mình nạp vô mình rút ra gì cũng ok đó không cần xác thực gì cả nhưng mà bây giờ khác rồi thì bây giờ mình nhấn mạnh á, là những cái sàn như vậy á, nó bắt buộc là nó phải có những cái thông tin minh bạch của khách hàng khi mà không có thông tin á thì ở một số nước nó sẽ bị phạt đó điển hình như là gần đây ở bên Singapore bên Binance á, là đã bị phạt rồi đó đó thế nên là mọi người nên là KIC đó bởi vì không kyc thì có nhiều cái chức năng à, ờ, quan trọng mà cả nhà không sử dụng được hết thì có gì mình để cái link mô tả xuống uh, cái cái điều luật uh, mà ban nền si ban hành uh, để cho các bạn đọc cho rõ chi tiết hơn ha uh. thì bây giờ để xác minh cái tài khoản để nhận ngay cái voucher thì dùng thử dịch vụ saving á uh, dịch vụ gửi tiết kiệm kiểu giống như là gửi ngân hàng ngày xưa mình gửi ngân hàng bây giờ mình gửi trên sàn này thôi đó uh. thì họ khuyến mãi cho mình 500 500 đô đó uh. thì mình cần chuẩn bị là các chứng minh nhân dân này À, với lại là cái hoặc là cái bắt bo này, à. À. thì 500 đô la này á cả nhà không có rút ra được à. và không giao dịch mua con được nha và không giao dịch mua con được nhưng mà được dùng thử đó à. cái việc saving cái việc gửi tiết kiệm á à. À. và tặng 500 đô đi gửi lãi và cả nhà sẽ nhận được lãi từ cái 500 đô này có nghĩa là 500 đô này mình chỉ nhận được lại của nó thôi cả nhà đó thì uh, thường thường mà gửi tiết kiệm như vậy thì 30 ngày không ok và bây giờ thì uh, chúng ta sẽ đi đến nè cái phần KIC đúng không đó cái phần xác thật như vậy đó cả nhà thì uh, ở đây là nó hiện ra như vậy đó, cái tính năng thì khi mà chúng ta KIC thì được cái gì được nạp 50.000 đô mỗi ngày đúng không? được uh, rút uh, ra rút vô được trăm BTC mỗi ngày đó. giao dịch hạn mức P2P cái này là nạp tiền rút tiền tiền mặt tiền, tiền Việt Nam chúng ta đó không giới hạn đúng không và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay nè đó chúng ta chỉ cần nè bây giờ là ai có bắt bò thì chơi bắt bò không có bắt bò thì cả nhà cứ chơi mình cái cái chứng minh nhân dân đó bây giờ mình đã chuẩn bị chứng minh nhân dân rồi nhưng mà cả nhà phải chụp nha đó bây giờ sự chứng minh thư nè cả nhà bây giờ chứng minh thư của mình là P -p 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 -p, không tên đầy đủ nè chứng minh thư của mình là đó 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 vậy đi đó ok <laughs> tên đầy đủ là đoàn văn ngọc sơn nè Đây là cái tài khoản mà Sơn demo cho cả nhà thôi. Đó, ok là tiếp tục nè. ở cả nhà. Địa chỉ cư trú là địa chỉ hiện tại mình đang ở. Đó, mã bưu điện thì nó không bắt buộc. Nhưng mà nếu mà mình ở Sài Gòn thì mình cứ lên Google mình ghi là ờ à, mã bưu điện Sài Gòn là bao nhiêu không? Ừ. Mình ghi vô là thành phố bao nhiêu. Đó, ừ. à. thành phố ở đâu. đưa vào xong rồi mình click vào ở đây thôi. Đó, mình mặt trước nè. Mặt trước nè cả nhà. Đó. Rồi mặt sau nè cả nhà. Đó cả nhà. Đó. Cái okay, bây giờ thì rồi. chúng ta đã đã mặc định là chúng ta đã xác thực xong rồi đúng không? thì để sơn giải thích cho cái cơ chế on oh, cái cơ cái, cái cái cơ chế này á cả nhà đó là khi mà chúng ta kyc xong á thì chúng ta hãy đến á hãy đến cái chỗ này nè trung tâm nhận phần thưởng này cả nhà đó thì chúng ta sẽ ấn vào cái quỹ phần thưởng xe bin nó hiện ở đây nè nó hiện ở đây nè nó hiện ở đây nè chúng ta phần thưởng nè đó với lại là mọi người nhớ check cái trung tâm nhiệm vụ nha đó lâu lâu nó cho nè đó như là như là gần đây nó cho nè cả nhà nó cho là tiếp tục xác minh danh tính của bạn để bắt đầu nhiệm vụ nè đó cho bốn đô này cả nha đó ok không bốn đô tiền mặt hay bốn đô này là tặng không á để có giá trị bao nhiêu 91 000 cả nha ừ, 91 000 cả nha rất là ngon rất là chú bơ thì khi mà chúng ta đi đến cái trang tiết kiệm ứng vào sử dụng á nó nó sẽ hiện ra là đi đến cái trang tiết kiệm đúng không rồi mình sẽ ứng vào sử dụng đó quỹ dùng thử sevin đó và chúng ta sẽ thấy nó hiện ra một cái bảng á gọi là thấy lãi suất linh hoạt trên 1000 đó là nó cái giá trị là 0.0328 đô đó và lãi suất trung bình hàng năm là 1,20% Đó thì khi mà mọi người đã, đã đã vào cả nhà xác minh cái danh tính như vậy á thì cả nhà là được là nếu mà làm thêm cái nhiệm vụ này 5 đô với lại lãi tích tích 30 ngày kia chắc cũng phải được tầm 10 đô, đó 200 200.000 ạ. À. 200 ngàn trăm 200 300 ngàn à. đó kiểu kiểu vậy và mọi người chỉ cần là ứng đó ứng xong rồi cả nhà ứng xong ngay cái bí nè đó mọi người có thấy chữ ơn không đó cả nhà ứng vô chữ ơn gái là cả nhà có thể là chết ở phía dưới này nè đó cả nhà chết ở đây nè đó nó sẽ ở đây đó cả nhà với lại là khi mà chúng ta đã, đã 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 có một cái tài khoản như vậy rồi đó cả nhà thì chúng ta phải cần đó bảo mật 2 fa thì hai hai FA này cả nhà thì chúng ta phải làm phải làm nhiệm vụ đúng không phải làm nhiệm vụ đó cái này là cả nhà hãy lên dùng khóa bảo mật này không cả nhà cứ kích hoạt vào thì ở đây á chúng ta là vừa xác minh điện thoại vừa kích hoạt uh, uh, then luôn nó ừ. màu nó màu đỏ, đỏ 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 này đấy cả nhà thấy không nó màu đỏ đỏ vậy đó thì mặc định là chúng ta đã tải về được đúng không chúng ta chúng ta ứng mở đó chúng ta ứng mở cả nhà xong rồi chúng ta sẽ ghi cái số điện thoại của mình lên đây đó cả nhà đó xong rồi là chúng ta sẽ vào à, chúng ta sẽ vào rồi chúng ta sẽ có quét cái mã qr ở cả nhà quét cái mã qr còn cái 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 mã này nè cả nhà thì mình lưu lại đó một nơi mà mình chỉ mình biết thôi ở à, sau này chúng ta đổi cái mã Authent ở cái kiểu thì chúng ta sẽ đổi được với lại là khi mà cái, cái mã Authent có cái mã Authent này ở trong điện thoại chúng ta tầm 30 giây là nó sẽ đổi số lần chúng ta sẽ làm từ bước 3, thứ ba thứ tư thứ năm là hoàn tất ok cả nhà bây giờ là mặc định á, là cả nhà đã làm xong rồi thì giờ chúng ta xác minh qua số điện thoại nè đó kích hoạt nè không kích hoạt xác minh qua số điện thoại đó xác minh thì bây giờ chúng ta sẽ ghi số điện thoại vô nè rồi lấy mã ở bên ba gửi về cái điện thoại không rồi xong rồi là mình lấy mã mình ứng chữ lấy mã ở đây mình lấy ở mã xác minh ở bên gmail mình, mình về đó đó là ok ok rồi ok bây giờ chúng ta đã mặc định làm xong rồi cả nhà đó rồi trong rồi là mật khẩu đăng nhập ở đây đó cả nhà đó ví dụ như là mình muốn đổi một cái mật khẩu nào mà vip pro hơn không chúng ta thay đổi cả nhà đó bên này là danh sách ưu tiên rút tiền thì cái này thì nó cũng không cần thiết lắm đó, mà ở trong lừa đảo thì cả nhà nếu muốn thì cả nhà cũng chơi luôn cả nhà mà ở trong lừa đảo kích hoạt vô thôi mình nó hiện ra một cái mã như vậy nè Tạo mã chống lên đạo này đó từ Mình tạo từ số 4 đến số 20 ký tự bình thường Nói chung là những cái mã từ trên xuống dưới nãy giờ mà Sơn chia sẻ với cả nhà Là cả nhà hãy nhớ Chỉ giữ nó cho mình thôi Đó Sơn hỏi cả nhà cũng đừng có chia sẻ cho Sơn Đó Cả nhà chỉ chia sẻ như ví dụ như là Vợ con đồ của mình á Ừ đó, những người vào bên cạnh mình họ mình tin tưởng tuyệt đối thì mình mới chia sẻ thôi nha cả nhà thì hy vọng cái uh, buổi chia sẻ này của của sơn uh, được mọi người uh, cảm thấy là có giá trị đó cả nhà nhớ uh, like subscribe uh, kênh youtube của sơn để theo dõi những video tiếp theo mà sơn chia sẻ tiếp cho cả nhà về cái ngành blockchain này nha cảm ơn cả nhà chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ với chương đề tốt lành, bye bye